Có nên cấm con mình tuổi Tin yêu không anh? Hiển nhiên là không em, mà em cấm sao được. Em cấm nó, em chỉ là vậy nè. Thứ nhất, nó giống như gì không? Mình có nên lấy tay gói lửa không anh? Kiểu vậy á. Anh ơi phóng đại chút nha. Em thấy nè, mình có nên lấy tay gói lửa không anh? Thì anh nói cho em biết nè, em gói không được. Thứ hai nè, em làm hư lửa. Ủa gì kỳ vậy? Em làm hư lửa. Em làm hư con em. Em làm mình bị đau. Và em vẫn không gói được. Tức là em bắt đầu làm cho nó thành hư. Em ơi, một đứa bé nó lớn lên tới tuổi 13, 12, 13, 14, 15, nó sẽ bắt đầu hình thành, và cái đó chẳng có gì sai. Em nên hướng dẫn đứa bé là bạn của nó, là người mà nó tin tưởng. Em nên hạnh phúc, tại vì cái em hạnh phúc là cái dạy lớn nhất với đứa con gái hay là đứa con trai về tình cảm. Anh lặp lại nha, em, sự hạnh phúc của em là cái dạy lớn nhất, chứ không phải cái lời em nói với tụi nó. Cái lời em nói của tụi nó tác động chừng 10%, cái hành động em làm tác động tới 90%. Anh rút cái điều đó ra rất rõ nha, không có mơ hồ đâu nha, rất rõ từ cái từ những cái sự thay đổi chuyển biến của con cái của anh. Và những cái cặp gia đình hôn nhân khác, thậm chí những người khách hàng của anh, những người học viên của anh mà đã từng là con cái của cha mẹ họ. Anh nói gì đó không có nghĩa là cha mẹ họ chết, mà là họ đã từng là con cái, có nghĩa là sao? Họ kể lại cái họ nhìn và quan sát cha mẹ mà ngày hôm nay cái phiên bản họ ra như vậy, tức là cha mẹ họ tác động vào họ lúc họ còn nhỏ. Cho nên chính cái việc học viên nói ra là cha mẹ em ngày xưa như vậy, cha em đối xử với mẹ em vậy, mẹ em như vậy, thì anh mới thấy nè, chính xác những cái người học viên luôn, không phải những người đó nhưng mà những người học viên khác cũng đang y chang như cha mẹ của những người học viên này. Có nghĩa là anh nhìn thấy cái quá khứ tương lai nó ráp lại y chang của những người này người kia, cha mẹ của họ, con gái của họ, nó ráp lại. Họ tổn thương xong họ làm tổn thương con mà họ nghĩ là họ đang tốt cho con, họ áp đặt con cái mà họ nghĩ là dạy con cái, sai lầm hết sức luôn, sai lầm hết sức. Dạy con nó đơn giản hơn mọi người nghĩ rất nhiều, từ cả học vấn cho tới nhân cách, cho tới tư duy, cho tới tình cảm, nó dễ hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Nhưng mà nó khó hơn ở chỗ là bạn phải là một cái phiên bản làm gương nó khó chỗ đó thôi, chứ nó rất là đơn giản. Bạn chỉ cần là như vậy, mọi thứ tự nhiên nó đâu vào đó hết, không cần làm gì nhiều. Con nít nó như dòng chảy vậy đó, cứ nắng nhẹ nó thôi. Và cái cách mình nắng là mình là cái mình là cái đó, thì nó sẽ nắng đứa nhỏ nó theo cái dòng chảy rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng vô cùng. Nhẹ nhàng không có nghĩa là tụi nó đều nghe lời. Nhẹ nhàng đây có nghĩa là như nè, nó không nghe lời nhưng mà mình vui với nó. Mình cảm thấy ok, con cứ làm theo ý con đi, rồi sau đó học được bài học, và sau đó nó chạy lại nó đồng ý. Tức là không có nghĩa là nói gì nghe đó, mà mình cũng không muốn tụi nó là mình nói gì nghe đó, mình muốn tụi nó tự nghĩ cho nó, rồi sau đó nó rút được ra cái đúng. Okay. Hiện tại thằng con lớn nó nói đã đi cái quantum field không có thật. Nó cũng học cái thuyết trường lượng tử ở trường, nó là cái quantum field là không có thật. Tại vì nó nghe sơ sơ thôi, nó trong trường không có dạy, nhưng mà nó đọc coi trên video YouTube rồi. Nó nói cái quantum field đó, nó nói là cái quantum field là real con, nhưng mà phải hiểu đúng nó là gì. Mắc cười vui. Còn đứa con gái nó ngồi nó suy nghĩ nè, nó mốt có lớn lên nó lấy người đàn ông như thế nào. Cái mình nói nó con lấy người nào cũng được, nhưng cái người đó phải yêu con, thứ hai là cái người đó phải xứng đáng với con, và con phải làm cái phiên bản chất lượng. Đứng trước kiến cái điều là thương ghê. Ok, em với anh nhắn tin 5 tháng hẹn gặp lần đầu, nghe tới đây là mùi tanh nhiều hơn mùi thơm nha, nhưng mà chưa biết khi anh về Việt Nam mà anh ấy muốn về nhà em gặp mặt gia đình và muốn em giới thiệu với gia đình anh ấy là bạn trai của em, và giải quyết như thế nào vì em thấy kỳ. Đồng ý, có gì đâu, đồng ý. Bạn trai bộ ngày mai là tung nhất bái thiên địa, tung nhị bái cao đường, tung phu thê vào bang. Bạn trai bạn gái chỉ là cái cam kết thấp nhất để tìm hiểu nhau, và ở đó họ không tìm hiểu người khác cho vậy rồi. Anh ta ở nước ngoài cho nên cái việc đó là phù hợp, không có gì hết. Giới thiệu với gia đình đâu có cái gì đâu em. Tiếp tục, ba em không cho mẹ, ủa ba em không cho em và mẹ đi đâu hết. Rồi xui rồi. Trừ lúc em đi học thì chỉ ở nhà, không bạn bè, không vui chơi, ở nhà với ba. Nếu đi thì bị chửi bới đánh đập. Giờ ba chết, trời, em được tự do nhưng là khó hòa nhập với cộng đồng, hu hu. Em ơi,
em chỉ cần lành thôi, hòa nhập với cộng đồng. Em đang hòa nhập với cộng đồng rồi, nó chỉ là cái cảm giác bên trong của em là em không hòa nhập, chứ em đang là hòa nhập, em chỉ cần lành thôi. À đâu, chúc mừng em được, tại chúc mừng nó, ủa ba tao chết không chúc mừng, hiểu không? Nhưng mà anh mừng cho em mà cái đoạn là cái tổn thương nó tạm, nó ngưng, nhưng mà cái hậu quả của tổn thương nó vẫn còn, và cái phần tổn thương á là do ba em tạo ra, và cái điều đó đều đáng tiếc. Nhưng mà ba em chắc chắn là cũng bị tổn thương từ cái thời của ba em, cha mẹ của ba em chẳng hạn. Và em đừng để điều đó lặp lại với con em nhé. Anh nói vậy để em thấy rằng có thể em đang là giống ba em với con của em đó. Cho nên nè, người mà khi đã có trí khôn, nói đó là nói theo cái cách dân gian, thật ra là khi mình não của mình nó đã đủ để mình có thể có được cái gọi là cái nhận thức, cái consciousness đó, cái ý thức của mình, cái conscious của mình đó. Khi mà chúng ta đã lớn cái tuổi đó, thì tuổi đó là tuổi nào? Tuổi 18, 19, 20, 21, 23 là chúng ta đã bắt đầu hoàn chỉnh đó. Thì lúc đó chúng ta đã nhận được cái, chúng ta có thể nhận được cái nhận thức ở tầng cao nhất đó. Thì khi mà mình đã tới cái mức đó rồi á, mà mình không làm cho mình lành á, thì cái đó là tại mình. Còn cái lúc mà mình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuổi á, thì cái đó là tại gia đình, tại xã hội. Nhưng mà cái đoạn mà 18, 19, 20, 21, 25 á, là tại mình. Cho nên là nếu như bây giờ em đã nhận ra được mà em không làm cho mình lành, thì cái đó tại em, không đổ thừa cho ba em được nữa. Và sau này con em cũng không đổ thừa được nữa. Em phải biết cách làm cho mình lành. Và nó có cách. Ok không? Tôi cháu, trời ơi giống tiếng Tây Ninh, tiếng gì, tiếng Tây Nguyên. Tôi cháu quen 4N chắc 4 năm. Đến anh N3, năm 3, cháu đồng ý quan hệ. Trời ơi, tiêu mẹ. Hai đứa đều đang học. Rồi thôi tiêu nữa, đang học. Và ở xa 10 km nên chỉ gặp một lần tuần. Lúc gặp bọn cháu quan tâm yêu thương mấy đứa nhỏ mới. Cái cảm giác đó nó juvenile phải không? Yêu thương, gặp bạn, lúc gặp bạn rất quan tâm yêu thương cháu, nhưng ở nhà thì hầu như không gọi điện thoại. Cái cảm giác nó tuột từ từ. Có phải tình cảm bạn đang yếu không ạ? À? Đúng không ạ? À? Cái đó rõ ràng. Chú cho cháu xin lời khuyên, ngưng mối quan hệ ngay lập tức. Ok, làm cho mình lành lại. Rồi cho mình chút kiến thức về hẹn hò, kiếm sách đọc đi ha, để hiểu được về cái, tại vì cái khuôn mà đi sai này á, mà nếu không học được bài học từ đó thì nó sẽ trở thành cái tổn thương tiếp, nó trở thành cái tổn thương và làm hư tiếp. Nhưng mà cái chuyện này nên được rút lại thành một bài học, và khi bài học á thì dẫn tới sự thay đổi để tốt hơn. Còn nếu không nè thì tiếp tục đổ dốc, tức là nếu như cái sự kiện này, cái sự kiện, cái việc này được học thì lúc đó nó trở thành nè bài học để mình tốt hơn. Còn nếu như nó không thành bài học để được tốt hơn mà chúng ta lại quyết định là để nó thành tổn thương á, thì nó sẽ trở thành gì, tổn, những cái biến, những cái sự kiện sau sẽ bị hư tiếp và lại chồng tổn thương và lại tiếp tục hư, và cái đó xảy ra rất nhiều. Ok, cho nên lời khuyên là Cat nên thay đổi đi. Chú nghĩ là cháu nên thay đổi, nên học được cái bài học từ đó. Hiển nhiên là cái tuổi học trò, mua cuốn sách về tình cảm đọc đi, và đừng làm điều đó nữa. Đừng làm điều đó nữa không có nghĩa là không có tình cảm nữa, mà nên làm cho mình lành lại. Rồi ở cái lành đó, cái tình cảm nó sẽ là đúng. Đúng ở đây có nghĩa là cái tuổi juvenile đó, mình sẽ thích người này sẽ tán tỉnh mình sẽ đón nhận, mình hẹn hò, nhưng mình không đi tới cái ngưỡng để tổn thương. Và cái này may mắn nó còn có thể có bầu, nó có thể đủ thứ nữa đó cả rồi. Cho nên là nó đừng có đi tới tổn thương. Ok, rồi mình lại tiếp tục học được những bài học từ những cái trải nghiệm đó mà nó không cần là tổn thương. Và khi mà mình có những cái trải nghiệm, những cái phần học đó cộng với cái kiến thức mình học đó, về hẹn hò, về tình cảm đó, phải có kiến thức nha. Đừng nghĩ là trong đời chỉ học kiến thức kiếm tiền không nha. Nên có kiến thức tình cảm, nên có kiến thức về dạy con, nên có kiến thức về tôn giáo, nên có những cái kiến thức về giải trí. Nó nên có những cái đó, tại vì sao? Nó giúp cho mình được nhiều nhất, được tốt nhất. Và rồi ở cái đoạn sau, khi mà đúng là tới cái thời gian mà mình bắt đầu vào cái cuộc sống tình cảm, mà cái đoạn sau á, thì vì lúc đó mình đã phát triển, mình đã có chút kiến thức, mình đã có trải nghiệm, mình đã có bài học, mình giá trị hơn những người khác rất là nhiều, thì ở đó mình sẽ hút những người đàn ông chất lượng hơn. Và chính vì mình đã có kiến thức cho nên mình biết nên làm gì, và chính vì mình đã học được những cái bài học đó, mình lành, mình bình an á, thì mình sẽ được cái mối quan hệ chất lượng, và từ đó mình được cái quan hệ tình cảm tốt đẹp. Cho nên lời khuyên đây á là
Cát nên học được cái bài học từ đó, làm cho mình lành và tránh lặp lại những cái chuyện tương tự như vậy. Tại vì khi mình lành mình sẽ không làm như vậy, và vẫn có thể tiếp tục những cái trải nghiệm. Tức là nếu như có bạn bè hay là có những người đàn ông lớn tuổi hơn hẹn hò, mà nếu mình cảm giác là được thì mình vẫn có thể hẹn hò và tìm hiểu. Tuy nhiên ở đây hai đứa đang học, nhưng mà Cát không nói cho chú biết là học đại học hay là học cấp 3, hay được nói cấp 2 nha, cấp 2 là sớm. Ok rồi, chú chúc Cát là Cát mau được lành lại và có cái cuộc sống tình cảm tốt đẹp nha. Anh Tuấn ơi, em lỡ yêu người đã có gia đình, giờ anh ấy dẫn em về gặp mẹ ảnh để tính chuyện cưới, em có nên về gặp mẹ anh không anh Tuấn? Mong anh Tuấn cho em lời khuyên, cảm ơn anh Tuấn. Câu trả lời nè, ngưng càng sớm thì càng tốt em nha. Nếu đã lời khuyên thì có rồi, làm anh biết em làm không nổi đâu. Em 20, anh 33, hẹn hò 6 tháng chưa hòa hợp tại giờ, anh hỏi cưới em, cái này là hợp lý, cái dữ kiện đi tới đây hợp lý. Em chưa đồng ý vì còn 2 năm nữa mới ra trường, cái này là một cái quyết định có thể là không nên. Tại vì không ra trường ăn nhậu gì tới chuyện không cưới, à, ăn nhậu gì tới cưới đúng không? Nhưng mà tiếp tục rồi, nếu để 2 năm nữa mới cưới thì có tụt cảm giác không ạ? À? Có thể nói 90% là sẽ. Còn bước vào hôn nhân em cần chuẩn bị gì? Em chuẩn bị kiến thức hôn nhân. Ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.